Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Mỗi một tuần sau khi mà kết thúc một tuần giao dịch thì Hùng Lê sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Đồng thời thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái nhóm ngành rất là cơ bản đúng không ạ và cái mô típ chung thì nó vẫn như vậy thôi. Các cái dòng thời gian của bản tin tuần chúng ta sẽ đi từ tuần này đến tuần khác và nó sẽ liền mạch như vậy. Và đồng thời trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì hàng ngày Hùng sẽ có một bản tin video phân tích ngắn khoảng tầm độ 10 phút bộ ba tham số chung thì như các anh chị em biết rồi thị trường luôn luôn vận động cổ phiếu luôn luôn vận động và nhóm ngành luôn luôn vận động vì vậy ở trong tuần có những cái tình tiết mới có những cái chi tiết mới thì như vậy là chúng ta sẽ cần phải gì ạ cần phải điều chỉnh và cần phải phân tích thêm để như vậy là các anh em của chúng ta sẽ phải bổ trợ thêm và lưu tâm thêm để chúng ta có một quá trình đầu tư tốt hơn và tối ưu hơn ở trên thị trường thì uh, bản tin phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 18 đến ngày uh, 22 tháng 12 thì phần 1 uh, bộ ba tham số chung của thị trường ở uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì lần lượt từ nhóm cổ phiếu trụ bất động sản khu công nghiệp uh, nhóm ngành thép vật liệu đầu tư công uh, đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán và các anh chị em lưu ý tất cả những nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc uh, trước khi xem để uh, À, chúng ta tránh những uh, câu chuyện tranh luận uh, về về mặt quan điểm là hùng không có có thích và cái thứ hai nữa là uh, nó mất thời gian các anh chị uh, chúng ta Uh, chúng ta có rất nhiều uh, các cái kênh thông tin và uh, quan điểm của cá nhân hùng lê thì như vậy thôi bản thân thì hùng hùng cũng đi tìm hiểu rất nhiều các cái thông tin uh, cách vận động của cổ phiếu và thị trường để tổng hợp lại và phân tích một cái góc nhìn và uh, hy vọng rằng mà kỳ vọng rằng những cái góc nhìn đó là những góc nhìn tốt và tích cực để giúp cho anh chị em nhà đầu tư trong quá trình mà chúng ta uh, tham gia thị trường như vậy thôi <cười> <cười> Nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại bộ 3 tham số chung của thị trường, ở à, tuần giao dịch từ phiên à, giao dịch từ ngày 11 đến ngày 15 à, tháng 12. Chỉ số VN-Index ở trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích rồi. À, ngay cái đi thời điểm là chỉ số VN-Index à, có xu hướng à, công vùng cản cái thuật 1125 đến vùng 1130 và trong tuần vừa qua thì chỉ số VN-Index à, tiếp tục công cái vùng cản này. Đây là vùng target đầu tiên trong cái nhịp hồi cái chân sóng kể từ phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 à, vừa qua thì ở đây thì hùng thấy rằng là trong tuần vừa qua các anh chị cũng thấy rằng là chỉ số vn index của chúng ta có 3 lần đó ba lần uh, tiệm cận về vùng cản cái tuần mùa mươi tuy nhiên cả ba lần này thì uh, chỉ số vn index của chúng ta đều thất bại và sau đó thì uh, đến phiên giao dịch ngày 13 thì về cơ bản là bộ ba tham số chung của thị trường bắt đầu có xu hướng chỉnh cung và điểm chỉnh cung thì chúng ta lại tiếp tục phân tích ở phiên giao dịch ngày 14 ở vùng biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1113 đến vùng năm và sau đó thì cây nến ở trong phiên giao dịch ngày 14, cây nến kết thúc phiên thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta bị rơi ra khỏi kênh xu hướng và sau khi bị rơi ra khỏi kênh xu hướng ở đây thì như vậy chỉ số VN Index tiếp tục test về vùng hỗ trợ kỹ thuật 1108 và trong phiên ngày hôm nay thì cây đến giờ đầu tiên là test về vùng 1108. Và điểm sâu hơn thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến ở vùng 1095 đến vùng 1100 vùng đang kỳ vọng là gì. chỉ số VN Index sẽ test về quanh vùng 1097 1100 và sau đó có một điểm rút chân. Thì hơi tiếc một tí đấy là cây đến kết thúc phiên có thời điểm là chỉ số VN-Index của chúng ta đã lấy lại được ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1108 đến vùng 110, Tuy nhiên đóng cửa phiên thì như vậy là lại lùi về sát ở vùng 1102 1100. Thì có thể cái nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó liên quan đến câu chuyện là quỹ ETF đáo hạn trong phiên giao dịch ngày hôm nay cơ cấu quý 4 chính vậy nên là cái cái, cái cây nến này thì cũng có thể là một phần là do nguyên nhân như vậy vậy thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chúng ta cần phải có cái sự ổn định quay trở lại của chỉ số vn index và kỳ vọng là gì biên một nghìn chín bảy một một và biên 1105 thì như vậy là gì chỉ số VN index của chúng ta sẽ có những cây nến giờ phục hồi các anh chị, nó phải có những cây nến giờ phục hồi xanh. Đó, phải có những cây nến giờ phục hồi xanh và 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 sau đó thì chỉ số VN index của chúng ta cần phải quay lại được ở khoảng trên ở khoảng trên cái vùng ở đây này, đó ít nhất là nó phải lấp lại cái mút nến này, tức là khoảng tầm vùng 1110 đến vùng 1115 đó là những cây nến giờ đầu tiên để xác lập lại uh, xu hướng quay trở lại uh, quay trở lại uh, gọi là, là 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 tăng tăng trưởng lại của thị trường đó các anh chị. Đó, đây thì các anh chị lưu ý là vùng 1095, 1097 đến vùng 1100 và chúng ta cần những cây nến giờ mà chỉ số VN Index của chúng ta lấy lại được ở trên vùng 1108 đến vùng 110. Đó, đó là những cái tín hiệu kỹ thuật mà rất là quan trọng. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khoảng tầm 9 giờ 40 phút thì Hùng đã có một cái nội dung phân tích đó là gì? Dòng tiền chờ mua đã bắt đầu quay trở lại và dòng tiền mua chủ động thì bắt đầu có thiên hướng tích cực hơn. Đó là một trong những cái yếu tố, một trong những yếu tố rất quan trọng để chúng ta phân tích định lượng xu hướng thị trường sẽ kết thúc nhịp điều chỉnh giảm và bắt đầu xu hướng quay trở lại tăng điểm. Đó. Và cùng với đó thì Hùng nhận diện thấy các nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, banh thép và một số các cái nhóm ngành phụ khác thì như vậy đầu tư công đó thì phiên giao dịch ngày hôm nay đã bắt đầu tiệm cận về vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt chính vì vậy nên là đó là những 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 cái cái mà 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 gọi cơ sở đó những cái cơ sở quan trọng theo chốt để chúng ta kỳ vọng rằng cổ phiếu ngừng rơi và khi cổ phiếu ngừng rơi thì đồng nghĩa với cổ phiếu sẽ bắt đầu tích lũy và và sau khi tích lũy xong thì cổ phiếu bắt đầu phục hồi thì đó là một cái quy trình vận hành của thị trường vận hành của cổ phiếu mà rồi chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì như cũng đã có phân tích ở đây. Đầu tiên nó có cái vùng cản kỹ thuật 1120 và sau đó hướng vùng cản kỹ thuật 1125 đến vùng 1130. Nhưng trên thực tế thì trong tuần đạt mắc target ở phiên giao dịch ngày 13. Ở cây đến giờ đầu tiên đó là gì? cổ phiếu này tiệm, chỉ số này tiệm cận về vùng cản kỹ thuật 1125 và sau đó thì nó cũng bắt đầu chỉnh cung lấp gáp và đến tại thời điểm hiện tại như vậy là gì? Nó cũng lấp khá là sâu và nó lại quay trở về cái tuần hỗ trợ từ phiên giao dịch ngày 1 đến ngày 8 tháng 12 ở đây này đó. Và VNINEX ở uh, VN30 tiếp tục quay trở lại vùng nút ở kỹ thuật 1095 1097 đến vùng 1100 thì ở đây cây nến giờ kết thúc phiên cũng như vậy thôi à, nó có thời điểm là nó đã vượt lại ở trên cái vùng màu một không đến vùng màu không ba nhưng đóng cửa phiên thì nó lại bị gì ạ nó bị mất ở bên dưới à, và cũng có thể do ở đây là một cây nến gì ạ đáo hạn à, các cái quỹ etf nó cơ cấu chính vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm à, định lượng về mặt xu hướng và trong tuần à, trong tuần tới chúng ta cần những cây nến giờ chúng ta cần những cây đến giờ mà chỉ số VN30 của ta sẽ ngồi lại được ở trên vùng 1100, 1103, 1105 ở đây. bắt đầu phục hồi và cung cầu mọi thứ chúng ta đánh giá thêm thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu ở một cái xu hướng đánh giá cái cách phục hồi của chỉ số VN30. Đây là một cái một trong những yếu tố rất quan trọng anh chị lưu ý nhá. Đối với phái sinh ở trong tuần vừa qua thì đây các anh chị chúng ta nhìn từ phiên giao dịch ngày 11 tháng 12 cho đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản mô típ chung đó là có gáp tăng ATO ở đầu phiên các anh chị liên tục nhìn thấy rằng là ở đầu phiên thì phái sinh có gáp ATO và sau đó nó đi lắp gáp nhưng về cơ bản là trong tuần vừa qua thì phái sinh cũng chỉ lên được đến ở khoảng quanh uh, cái chưa đến được đến cái vùng target kỹ thuật ở vùng 1.125 và nó bắt đầu nó chỉnh cung và đến thời điểm hiện tại đóng cửa ở tuần thì nó lùi khá sát về uh, nó lùi khá sát về biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1.095, 1.097 đến vùng 1.100 và đóng cửa thì nó sát sát ở vùng 1.100 ở đây thì uh, như vậy thì phái sinh như vậy chúng ta sẽ có thể là gì uh, sang tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm Uh, cái xu hướng chỉnh cung của chỉ số này ở khoảng quanh vùng gì ạ 1097 ở đây hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 1095 khả năng thì phá sinh nó cũng sẽ dập dìu ở quanh vùng này thôi hoặc là điểm cao hơn sẽ là vùng 1100 ở đây thì kỳ vọng là gì ở uh, phá sinh sẽ tích lũy thành công ở vùng này và tiếp tục vượt thoát lại uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 1103 1105 và cái cái đích và cái cái gọi là cái nhiệm vụ cái nhiệm vụ then chốt đó là gì phá sinh nó phải uh, bắt đầu quay trở lại tăng và nó tăng vượt lại được anh chị nó tăng vượt lại được ở trên vùng 1100 đến vùng 1100 uh, à, xin lỗi cả nhà 1110 đến vùng 115 đó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của chỉ số uh, phái sinh ở trong tuần giao dịch mới và trong các phiên giao dịch đầu tuần thì đó sẽ là một trong những cái uh, bản lề then chốt và quan trọng ở uh, bây giờ thì Hùng Lê cùng anh chị sẽ nhìn qua một cái bức tranh tổng quan giữa chỉ số Dow Jones và chỉ số VN ở đây. Thì các anh chị nhận diện ở đây, ở đây tại thời điểm này đúng không ạ? Uh, phiên 7 tháng 9 thì uh, thì thì là gì chỉ số Dow Jones đã bắt đầu có một cái sự phục hồi khá là tốt. Uh, đồng thời cả uh, tại thời điểm đó thì chỉ số VN Index ta bắt đầu có một cái hành trình tăng. Uh, tuy nhiên uh, đến cái biên target kỹ thuật ở vùng 1130 thì như vậy là chỉ số VN Index đã hai lần hai lần các anh chị lần thứ nhất ở đây và lần thứ hai ở đây công và đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa thể công qua. Ờ uh, trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì Uh, trước những cái thông tin rất là tích cực của Fed ở trong những kỳ review ở đây là Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Điều đó uh, đã uh, là một trong những cái động lực rất quan trọng để giúp cho chỉ số Dow Jones uh, có một mức tăng tốt và đến thời điểm hiện tại là đã vượt qua vùng đỉnh lịch sử ở khoảng 37.000 điểm và phiên uh, giao dịch tối ngày hôm qua tiếp tục ghi nhận uh, một mức tăng ở khoảng tầm xấp xỉ trăm năm trên 500, 500 điểm và đóng cửa vùng 37. 2k và đây là một cái gọi là cái mức cao của mọi thời đại của chỉ số Dow Jones đó và nó tăng rất tốt và trong khi đó thì chỉ số VN Index của chúng ta vẫn đang loay hoay và đang cố gắng vượt ở cái mốc rất là thấp các anh chị một cái mốc rất là thấp luôn ở vùng 130 là quá là thấp luôn đó thì có thể là cái động lực mà cản bước của chỉ số VN Index ở trong thời gian vừa qua Thì các anh chị nắm được rồi từ khoảng phiên 29 tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại Nhà đầu tư nước ngoài liên tục rút ròng và có những phiên rút đến gần 1.500 tỷ đúng không anh chị Và có những phiên thì loanh quanh cùng nhìn thấy trung bình nó khoảng tầm 400 đến 500 tỷ là rất là thường nhật luôn và đến phiên phiên ngày hôm qua thì tiếp tục sấp xỉ 55 tỷ trăm tỷ đúng không? Và phiên liền trước đó cũng như vậy và đến phiên ngày hôm nay trong phiên mà quý ETF cơ cấu thì uh, nó đã rút ròng khoảng gần 1.500 tỷ nữa. Đấy, tức là cái câu chuyện là nhà đầu tư nước ngoài liên tục rút ròng như vậy thì uh, cái tâm lý uh, của những cái đội tạo lập hoặc là những cái đội lớn thì người ta cũng sẽ không kéo cổ phiếu lên bởi vì kéo lên thì sẽ bị chốt. Thế thì tội gì phải kéo? Tức là như vậy là họ sẽ bơi ngược dòng nước và khả năng cao thì theo quan điểm cá nhân đồng lê thì uh, uh, cái cái cách tạo lập của thị trường họ sẽ chờ cho khi mà uh, nhà đầu tư nước ngoài uh, thoái xong và cơ cấu xong ổn định danh mục ở trong quý 4 thì khi đó xu hướng của thị trường của chúng ta mới bắt đầu có sự phục hồi. Thì đó là một vài uh, các cái ý uh, mà theo quan điểm cá nhân của ông lê và các anh chị em của chúng ta sẽ tham khảo thêm trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư rồi và nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lần lượt phân tích các cái danh mục các mã cổ phiếu tiềm năng ở trong tuần vừa qua để chúng ta view lại xem xem là gì xem là 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 thị trường của chúng ta vận động như thế nào cổ phiếu vận động như thế nào các anh chị nhé thì đầu tiên là hùng sẽ view ở nhóm cổ phiếu trụ gồm mã cổ phiếu mvg thì đối với mvg trong tuần có phân tích vùng dự kiến chỉnh cung mục tiêu ở khoảng vùng 41 đến khoảng vùng 4.5 thì trên thực tế thì mvg chỉ test lại ở quanh vùng 42 thôi và tiếp tục hướng về một cả vùng 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 cản mục tiêu đó là 44 thì ở đây là cây nến này là đạt được khoảng tầm 43 chấm 43 chấm 43.6, 43.6 và sau đó thì nó bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung. Và nhịp chỉnh cung này thì ở đây đến thời điểm hiện tại thì nó lại bắt đầu ở à, tuần này ba cây nến này là ba cây nến tích cực mặc dù phiên ngày hôm nay mở với không đóng cửa vùng cao nhất nhưng cái cách vận động như thế này là cực kỳ happy rồi. Vùng 40.3 đến khoảng vùng 40.7 là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn. Ở à, tuần tới khả năng nó cũng chỉ nó cũng chỉ test ở trong cái biên này thôi và nó test vào cái kênh xu hướng này, kỳ vọng tiếp tục phục hồi và công lại vùng cả kỹ thuật đầu tiên 42 43 và sau đó thì chúng ta tiếp tục ngắm lên ở vùng 43.5 đến khoảng vùng 44. Cổ phiếu Vinamilk, à, Vinamilk thì ở đây trong cái góc độ phân tích kỹ thuật thì cũng đã có tính toán rồi, tức là khả năng nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 70. Và như vậy là phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta thấy có biên 70 đến 70.5 và sau đó nó bắt đầu diện nó bắt đầu trả cung và gần như thì Vinamilk ở trong tuần nó trả cung khá là hết đấy, trả, trả, cung khá là hết luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì vùng 68 ở phiên giao dịch ngày 13, 14, 15 thì hiện tại là nó đang có xu hướng test tích lũy ở biên 68. Ở phiên ngày hôm nay quỹ cơ cấu nên cây đến ATC nó có một cái lực vôn khá là lớn thì chúng ta không dùng để chúng ta phân tích đâu. như vậy tuần tới vùng 68 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 67.5 đến vùng 67.7 ở đây là biên hỗ trợ kỹ thuật và các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta vào vị thế và chúng ta sử dụng phương pháp uh, chém cá trên, trên thớt các anh chị. Uh, MSN đó, MSN thì uh, trong một nhịp uh, từ tuần uh, phiên ngày 1 đến ngày 8 mà tháng 12 thì MSN đã có một lực tăng rất là tốt và Nhung đã có phân tích ở đây đó là vùng cản kỹ thuật của nó ở vùng 67 68 ở đây này thì nó sẽ có xu hướng test tích lũy lại điểm thứ nhất đó là khoảng quanh vùng 65.5 đến vùng 66 thì các anh chị để ý thấy là phải đến tầm giữa phiên ngày 14 thì như vậy là gì cổ phiếu Masan mới mới test về vùng hỗ trợ kỹ thuật hai ở vùng 64.5 đến khoảng vùng 65 và sau đó thì nó bị mất ở vùng hỗ trợ này. Thì với việc là chúng ta nhìn thấy đây này, kể từ thời điểm ở đây là khoảng giữa phiên ngày 12 thì như vậy là gì tín hiệu đường MACD của cổ phiếu Ờ, à, bắt đầu có sự suy yếu và thường thường khi mà tín hiệu đường mát cắm xuống như vậy thì cổ phiếu nó chỉ gì nó chỉ xu hướng chỉ giảm thôi và với đà bán hiện tại của Masan như vậy tuần tới 63 và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể phải tính toán đến vùng 62 và 62 và trong trường hợp nếu mà xấu hơn thì có thể vùng 61 61.5 đến vùng 62 bởi vì ở đây các anh chị nhìn thấy là ở vùng 61 61.5 vùng 62 mà sang nó xây khá là tốt và nhịp này nó rũ sạch luôn thì như vậy cũng có thể là gì? Có cũng có thể là tuần tới nó sẽ rũ sạch trước khi mà nó bắt đầu hình thành một cái lực phục hồi ở đây. Cổ phiếu Vix của anh Vượng trong cái thời gian vừa qua cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và bản thân thì Lê cũng đã bắt đầu ở quan tâm đến cái cách vận động của cổ phiếu này thì cũng đã có phân tích rồi ở trong tuần vừa qua về tính tạo lập thì chúng ta phân tích vùng cảnh kỹ thuật 44.5 đồng thời ở đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 43 và các anh chị nhìn thấy ở đây là cũng siết soát đạt đến vùng 44.5 và bắt đầu nó chỉnh cung thì chỉnh cung xong thì chúng ta thấy rằng là từ phiên 13 đến phiên 15 và đến tận phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là như vậy là vùng 43 đúng không ạ 43 của uh, cổ phiếu VIX thì về cơ bản là nó gì nó giữ được và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục gì kỳ vọng ở trong tuần giao dịch mới uh, cổ phiếu VIX sẽ tiếp tục tiệm cận lại vùng cản kỹ thuật 4 44.5 và bứt được cái cản 44.5 thì cái đó cũng sẽ tiếp tục ở uh, xây những cái target cao hơn về Vinhome, về Vinhome ở đây có dự báo vùng chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 39.4 đến khoảng vùng 39.5 và ngay và, và và ngay lập tức trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì Vinhome đã đạt lên được cái target kỹ thuật 4 41 đúng không? Và tiếp tục uh, hướng lên vùng cả kỹ thuật tiếp theo ở vùng 41.5 đến khoảng vùng 42. Tuy nhiên nó lên được khoảng tầm vùng 41.7 thì uh, nó bắt đầu có một cái xu hướng chỉnh cung và đến tại thời điểm hiện tại thì cái đà chỉnh cung của cổ phiếu Vic ở uh, Vinhome cũng bắt đầu chậm dần thì như vậy là gì um, về mặt lý thuyết là như vậy là tuần tới thì nó sẽ chạm vào vùng cản 39.4 đến khoảng vùng 39.7 đây đó và khi nó chạm đến cái vùng cản này thì à, vùng tích lũy này thì khả năng là cổ phiếu sẽ ngừng rơi và cổ phiếu uh, Vinhome sẽ bắt đầu có cái sự test tích lũy ở đây cũng có một cây đến giờ uh, kéo lên nhưng mà đến kết thúc phiên thì nó cũng gần khá sát với cái điểm xuất phát chính vậy nên là khả năng ở quanh vùng 39.7 đến vùng 40 tuần tới và thậm chí cái điểm sâu hơn đó là vùng 39.4 thì cũng đã có phân tích ở đây rồi Các anh chị lưu ý <laughs> Ở nhóm ngành tiếp theo thì cũng sẽ cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản dân à, bất động sản khu công nghiệp thì đây cũng là một cái nhóm ngành mà theo quan điểm cá nhân của hùng lê nó cũng có những cái sự kỳ vọng khá là tốt trong năm 2024. nghìn khi mà việt nam liên tục ký kết các cái hiệp, hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với 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 mỹ với nhật và sắp tới có thể là với úc và uh, giữa cái chuyến thăm uh, của Việt Nam và Trung Quốc thì như vậy là chúng ta cũng đã có những cái văn bản ghi nhớ về việc là thúc đẩy hợp tác về kinh tế tức là nền kinh tế của Việt Nam nó sẽ trở thành sâu động và như vậy uh, cái ngành bất động sản công nghiệp cũng là một cái ngành uh, rất là tiềm năng KBC kinh Bắc <laughs> thì đối với các CC đây uh, 32.32.2 ờ uh, là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy đây sau phiên giao dịch ngày 11 thì như vậy nó cũng đã test cung và đến phiên ngày 13 thì như vậy là sau sau đó thì nó test lần thứ hai thì nó bị thất bại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này đồng thời trong tuần thì nó cũng có điểm công lên sát cái vùng cản kỹ thuật 33 thì ở đây là một cái điểm chỉnh sau khi mà cổ phiếu này bị mất ở vùng 32 thì như vậy là nó sẽ tiếp tục về vùng 31.5. Vùng 31.5 bị mất thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về cái vùng hỗ trợ kỹ tuần tiếp theo. ở Đây đó là khoảng vùng 30.3. 30.3 đến khoảng vùng 30.5 và kết thúc phiên nay thì nó vẫn tiếp tục là một cây nến hammer đỏ như vậy thì à, chúng ta sẽ tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng tích lũy ở vùng 30 30.3 và thậm chí có thể là vùng 30 các anh chị nhé bởi vì ở bên này thì các anh chị nhìn thấy ở khoảng tầm phiên ngày 28 tháng 11 ở đây thì như vậy là gì à, nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 30 thì có thể là nhịp này nó cũng sẽ trả cung test hết và à, về quan điểm của Hùng thì ở đây nó cũng gần cái hỗ trợ rồi nên là các anh chị em chúng ta hạn chế bán cổ phiếu ra ITA ITA là một mã cổ phiếu mà theo theo góc nhìn của Hùng thì chúng ta đánh dài có dài và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có một cái vùng cả kỹ thuật ở đây ở vùng 7.5 trước khi mà chúng ta hướng đến vùng 8 thì trong tuần vừa qua là ITA có một điểm đánh đến vùng 7.4 7.5 và đồng thời thì nó cũng tích lũy khá là tốt ở vùng 6.8 đến vùng 7 Như vậy các anh chị lưu ý là vùng 6.8 đến vùng 7 là vùng hỗ trợ Và vùng cản trên của nó là vùng 7.5, 7.6 Trong trường hợp ITA bứt được cái vùng cản trên Thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 8 SSC ở đây, trong tuần hùng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng vùng 42.6 42.7 42.5 đến khoảng vùng 43 thì phiên giao dịch ngày thứ hai là nó có test ở vùng 43 và sau đó thì nó cũng có cái lực phục hồi lên target ở vùng 44 45 nó đạt lên được khoảng tầm vùng 44.3 thì nó bắt đầu có cái lực chỉnh cung và hiện tại thì nó có bị mất ở viên ở cái biên 42.5 Tuy nhiên ở đây thì ông lại nhận nhận diện thấy ở trong phiên giao dịch ngày 15 đó thì nó lại tiếp tục sideways đi ngang ở trong biên khoảng 41.4 đến khoảng vùng 41.8 đến 42 ở đây thì như vậy là tuần tới thì khả năng thế theo, theo, quan điểm cá nhân cũng lên thì khả năng là nó cũng chỉ diện nó cũng chỉ sideways quanh biên này thôi ở cung cầu ổn định thị trường ổn định xu hướng ổn định thì như vậy nó sẽ bắt đầu phục hồi IDC trong tuần cũng có cái sự hỗ trợ khá tốt của khối ngoại chính vậy nên là gì Đấy, các anh chị nhìn thấy luôn đúng không ạ hỗ trợ 49 49.5 và ngay lập tức thì phiên giao dịch ngày thứ hai 11 ngày 2 13 và nó đạt lên được cái target vùng 51 và hướng về vùng mục tiêu 52 ở đây và vùng 52 thì như vậy là có hai nhịp công nhưng công không thành thì ở đây là nó lại bắt đầu có xu hướng chỉnh cung một tí tẹo đây như vậy vùng chỉnh cung mục tiêu ở tuần tới thì có thể hướng về vùng 50 50 đến khoảng vùng 50.5 đây là biên chỉnh cũng mục tiêu và trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là lại tiếp tục chúng ta lại tiếp tục ngắm về vùng cả kỹ thuật ở đây đó là vùng 51.5 đến khoảng quanh vùng 52 và trong trường hợp nếu như cổ phiếu IDC bứt được cái vùng cả cái 52 thì chúng sẽ tiếp tục à, phân tích uh, target tiếp theo cổ phiếu uh, VGC VGC ở đây thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật 56 trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cổ phiếu này công cản và tiếp tục trong phiên giao dịch ngày 12 thì tiếp tục công cản và đến phiên giao dịch ngày kết thúc cây đến kết thúc phiên của ngày 12 thì như vậy tiếp tục công cản vùng 56 và 3 điểm công thì về cơ bản đã đạt được vùng 56 tuy nhiên nó chưa break được cái cản này thì câu chuyện nó không break được thì nó sẽ quay trở về nó test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 53 đến vùng 54 và ở đây trong phiên kết tuần đúng không? Phiên ngày 15 thì chúng ta nhìn thấy là ở vùng 53 nó tích lũy này. Sau đó nó đẩy lên vùng 54 và lại kết thúc ở vùng 52.9 tức là nó đẩy sát về vùng 53. Thì như vậy là gì? Ở à, trong ngắn hạn thì như vậy là VGC nó sẽ có cái biên sideways ở đây, đó là khoảng theo quan điểm của mình là biên 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 dưới các anh chị có thể lấy biên 52 52.5 là biên hỗ trợ dưới. Ở à, biên trên là biên 54 và khi nó bứt cái vùng cản 54 rồi thì như vậy có thể là gì? À, tuần tới nếu như chúng ta thuận à, thuận các anh chị nhá. Thì theo quan điểm của mình là thuận thôi nó thì nó sẽ bứt lại được cái vùng 54 ở đây và hướng lên ở khoảng quanh vùng 56. Nhóm anh chúng ta đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì hiện tại là giá thép uh, của thế giới là đang uh, đang có cái sự phục hồi. Uh, sự phục hồi chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là gì? Uh, nhóm thép cũng sẽ có cái sự uh, sự phục hồi ở trong các cái tuần giao dịch tiếp theo khi mà mọi thứ uh, nó quay trở lại quỹ đạo ổn định. <laughs> HPG ở đây uh, chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu vào tuần thì cũng đã có uh, dự báo ở đây là vùng 27.1 đến khoảng vùng 27.3 thì cây nến ở đây này đúng không anh chị trong phiên giao dịch ngày 11 là nó có test về và sau đó thì nó cũng hướng về cái vùng cản ở đây là vùng 28.3 vùng 28.5 và lên được đâu đó ở trên vùng 28.2 ở đây thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu có cái sự chỉnh cung và nó chỉnh khá là mạnh nữa các chị đó về đến vùng cản thì nó chỉnh khá là mạnh và khi chỉnh như thế này rồi á, thì bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu nhìn thấy là gì ba cây nến giờ của phiên giao dịch ngày 15 nó bắt đầu có xu hướng chững lại đà rơi ở trên vùng 26.7 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ lấy biên 26.7 là biên mà khả năng cổ phiếu này có thể quay trở về test cung và biên 26.5 sâu hơn vùng 26.5 thì vùng 26.5 vùng 27 là vùng hỗ trợ kỹ thuật tích lũy thành công của vùng này và uh, cổ phiếu bắt đầu phục hồi và bứt lại được ở trên cái vùng 27 cộng ở đây thì như vậy là chúng ta thì uh, chúng ta mở các cái điểm mua Ờ, nắm giữ vị thế và sau đó thì dần dần thì chúng ta sẽ uh, tín hiệu tốt mọi thứ tốt đó thì cứ thế là <laughs> chúng ta mua dần lên thôi cổ phiếu hoa sen ở đây trong tuần có phân tích vùng 21.7 vùng 22 tích lũy thành công của vùng này thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 2.5 nhưng mà nó uh, về cơ bản là phiên giao dịch ngày 11 ngày 12 13 là tích lũy ở trong biên 21.7 đến biên 22 thôi và đến cuối phiên 13 thì nó nó mất cái biên hỗ trợ 21.7 và câu chuyện là khi cổ phiếu bị mất vùng hỗ trợ trên thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ dưới và vùng hỗ trợ dưới tiếp theo đó là vùng 20.5, 20.7 và ở trong phiên ngày hôm nay thì hai cây đến giờ hơi tiếc nuối một tí đấy là hoa sen cũng đã bắt đầu gì nó bắt đầu có cái cái tín hiệu gọi là gì cung cầu bắt đầu bắt đầu có cái sự đảo lộn ở đây đó, cũng đã bắt đầu có sự đảo. Mặc dù là kết phiên thì nó không đạt như ý muốn nhưng ở đây đã đã bắt đầu có sự đảo lộn rồi. Và khi có sự đảo lộn như vậy rồi, đó là một cái dấu hiệu mà gì? À, bắt đầu cổ phiếu chuyển pha, thị trường chuyển pha, mọi thứ nó chuyển pha như vậy tuần tới. 20.5, 20.7, 20.8 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và à, chúng ta chờ đợi đó, đúng không? Khi nào mà một cái cây đến giờ à, mà cổ phiếu à, hoa sen à, vừa thoát lên được ở trên đây này cái điểm này các anh chị này cái điểm này này 22.2 đấy là thời điểm mà gì chúng ta có thể mua uh, mở mua thêm vị thế và mua mạnh thêm <laughs> Nam Kim uh, tốt và tích cực đó, trong tuần thì cũng có phân tích ở đây này vùng 22.7 đến vùng 23 Ok phiên ngày thứ hai test luôn và sau đó có cái sự phục hồi lên vùng 23.5 cộng uh, ở chưa lên được vùng 24 24.5 nhưng uh, sau đó thì nó test cung và và đến phiên kết tuần thì như vậy là nó lại khá là tích cực khi uh, mà nó tiếp tục uh, Uh, gọi là 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 tích lũy thành công ở trên vùng 22.5 2.7 đến vùng 23. Đó và đóng cửa vùng 23.5 hai cây nến phục hồi như thế này 23.25 uh, khá là là ok rồi. Thế như vậy tuần tới chúng ta tiếp tục mục tiêu nhiệm vụ là 23.5 sau đó sẽ vướng vùng 24 24.5 nó cứ lần lượt như vậy thôi. Đó cổ phiếu VGS ở trong tuần thì không có nhiều động lực lắm. Cơ bản là gì? Nó test đầu tiên là nó test tích lũy thành công ở biên 22.5, 22.7 có cái lực phục hồi. Tuy nhiên lực phục hồi này thì không đạt kỳ vọng, đúng không? Bây giờ chúng ta có phân tích là uh, tích lũy thành công của vùng này thì xu hướng nó sẽ quay lại vùng 24, 24.2, 24.5, đúng không? Đó. Nhưng mà nó chỉ lên được khoảng đây đây, 23.3 thì nó bắt đầu gì? Nó chỉnh cung cả thị trường. Uh, thì như vậy kết thúc phiên uh, và tuần này thì như vậy chúng ta lại tiếp tục có ở vùng 21.7 đây, Đó, đúng rồi. À, chúng ta lại tiếp tục có vùng 21.7 đến vùng 23 và cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu tích lũy đi ngang sideway và bắt đầu có những cái gì có những cái tín hiệu gọi là đảo chiều đảo pha xu hướng ở đây như vậy thì tuần tới nếu có à, nếu có thì nó sẽ tiếp tục diện nó tiếp tục test lại vùng 21.7 đến khoảng vùng 22 à, tíchy là công ở điểm này thì như vậy thôi nhiệm vụ và chúng ta lại tiếp tục gì à, vì tuần này nó không lên được vùng 23.5 cộng nên nó sẽ phải nhiệm vụ đầu tiên nó phải công lại vùng 23.3 à, công thành công 23.3 rồi thì như vậy là hướng vùng 24 2 24.5 đó, lần lượt như vậy Cổ phiếu TLH Là một con pen Của nhóm thép Ở đây Đấy Thì trong tuần đồng dự báo này Điểm thứ nhất là chỉnh về vùng 8.2 Điểm thứ hai là chỉnh về vùng 8 Thì điểm đầu tiên trong phiên giao dịch ngày 11 chỉnh về 882 và có lực tăng và sau đó đến phiên kết tuần thì như vậy là đây nó đang 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 tính lý là này anh nhá. Thì ở đây là vùng 7.9 đến vùng 8 sẽ là biên, sẽ là biên mà có thể tuần tới ở cổ phiếu TLH sẽ còn một hai cái điểm gọi là rơ lác chỉnh cung đây. Và tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu như vậy thôi, vùng 8.4 8.5 và khi nào mà nó bứt được nó bứt được cái vùng cản 8.5 8.6 ở đây thì khi đó thì cũng sẽ nâng lên vùng cản target tiếp theo là vùng 9 ở nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm đầu tư công. Thì đối với đầu tư công thì các anh chị nắm được rồi, hiện tại á là chính phủ Việt Nam cũng đang có những cái chính sách tài khoá rất là tích cực cho nhóm này. Từ sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam rồi tất cả các cái dự án đường vành đai, hạ tầng kết nối khu công nghiệp, hạ tầng kết nối giao thông đó là những ưu tiên hàng đầu. À, tuy nhiên chúng ta thấy một cái thực tế đó là cái gói đầu tư công của năm 2023 các anh chị bây giờ nó đang mắc Uh, bây giờ đã là tháng 15 tháng 12 của 2023 rồi, tức là chúng ta còn 15 ngày nữa là kết thúc uh, cái tài khóa của năm nay. Uh, tuy nhiên là cái cái tỷ lệ mà giải ngân vốn đầu tư công nó đạt tỷ lệ cực kỳ thấp và đâu đó đang nó đang mắc khoảng tầm độ 240.000 tỷ. Uh, vẫn chưa thiêu được các anh chị, vẫn nằm ở trong những cái quỹ ngân sách của nhà nước và chưa thể bung ra để mà gì kích hoạt được uh, gọi là là, là 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 đầu tư cho hạ tầng thì đấy là một cái vướng về mặt hành chính. Đó, tức là chính sách thì ngon rồi, đó nhưng mà hành chính tức là các cái cơ quan ở đằng dưới, các cái bộ ban ngành ở đằng dưới nó triển khai thì nó không triển khai được, đó, nó bị vướng mắc ở rất nhiều thứ. Thì như vậy thì chúng ta xét về góc độ tiềm năng ở trong năm 2024 thì nhóm ngành đầu tư công vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Đó, cái câu chuyện ở đây là gì? Làm sao để khơi thông được dòng vốn, làm sao để khơi thông được chính sách, làm sao để khơi thông được hành chính để mà biến những uh, cái sách lược, đó, biến những cái sách lược uh, về về mặt chính sách đó từ lý thuyết Tức là từ trên giấy, từ những cái văn bản mà hiện thực hóa nó ra được cái thực tế thì đấy là một cái điều rất là quan trọng và chúng ta kỳ vọng năm 24 thì nó mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Ok. KSB ở đây ở trong tuần thì có phân tích vùng 26 là vùng chỉnh công kỹ thuật này và vùng cản mục tiêu thì đó vùng 27 đến khoảng vùng 27.2. Ở trong tuần thì lên được khoảng cây nến này là lên được khoảng vùng 20 26. 26 chấm 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 9 này tức là một suýt soát gần 27 đấy thì bắt đầu nó chỉnh cung và hiện tại thì tín hiệu đường MACD là đang bị đỏ chính vậy nên là gì KSB khả năng tuần tới nó sẽ còn tiếp tục ở biên 25.5 đến khoảng vùng 25.7 ở đây thì các anh chị là chúng ta lưu ý này tức là ở đây nó bắt đầu bắt đầu nó có những cái tín hiệu diện đi ngang và có những cây nến long lên mặc dù là đây có hai cây nến giờ long vùng 26 nhưng nó không đóng được nhưng ở đây nó gì nó bắt đầu có cái sự sóc về mặt cung cầu đây rồi và khả năng tuần tới thì đây sẽ là cái biên hỗ trợ tích cực đó PLC vùng 32.5 32.7 là biên hỗ trợ thì các anh chị để ý là từ phiên giao dịch ngày 11 đến ngày 14 đó và đến phải 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 giữa phiên 14 thì cổ phiếu này mới diện nó mới mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 32.5 đồng thời trong tuần thì nó cũng đã công lên được vùng cản kỹ thuật 33.5 trước khi mà hướng lên vùng 34.5 đến vùng 35 thì sau đó thì nó chỉnh cung và ở thời điểm tại cây nến này là cây nến ảo này và cây nến thật thì nó sẽ phải cái, cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới chúng mình sẽ tính toán ở vùng 31 31.2 đến khoảng vùng 31.5, khả năng thì nó còn test test tích lũy về khoảng quanh vùng 31.5, tích lũy thành công thì như vậy nó sẽ bắt đầu có cái sự phục hồi. Cổ phiếu VCG cũng đóng một cái vai trò lead cho ngành đầu tư công, hết sức là quan trọng. Vùng hỗ trợ 23.7 đến vùng 24 thì uh, phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ có một cái cây nến uh, test nhẹ về sát vùng 24.1 ở đây và đồng thời thì trong tuần nó cũng đã suy soát uh, tí nữa thì là có như hoàn thành đã ghép mục tiêu ở khoảng quanh vùng 25.5 nó lên được khoảng tầm vùng 25.4 ở đây thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và hiện tại thì VCG cũng đang bị dính một cái nhịp chỉnh cung uh, tương đối là sâu và nó cũng bị mất khỏi cái kênh xu hướng uh, à, anh chị đây là mất khỏi cái kênh xu hướng nhưng ít nhất là hiện tại thì bây giờ cái vùng 23.7 đến vùng 24 trên cái biên hỗ trợ cái thuật tuần của nó thì nó vẫn đang còn lại và nó đóng cửa tuần đúng vùng 23.7 luôn thì cây nến uh, cây nến cây nến giờ hoặc là cái cây, cây nến kết thúc phiên của phiên giao dịch ngày thứ hai uh, là một cây nến quan trọng để giúp cho hùng lê sẽ định lượng cái xu hướng tiếp theo trong trường hợp nếu như nó phục hồi lên được ở trên vùng 24 thì như vậy là gì cổ phiếu vcg sẽ bắt đầu tăng nhưng trong trường hợp nếu tiếp tục bị mất vùng 23.5 thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm về vùng 22.8 đến khoảng vùng 23 <cười> <cười> ở cổ phiếu FCN ở trong tuần phân tích vùng hỗ trợ thực chiến ở vùng 14.2 đến vùng 14.3 và đây phiên ngày 11 test luôn đồng thời vùng cả cái thuật của nó ở vùng 15 đến khoảng vùng 15.2 lên được vùng 15 và bắt đầu chỉnh cung ở đây là những cây nến kết thúc phiên cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì như vậy là với FCN lại hơi xấu có thể là quỹ bán nên là nó bị đỏ như vậy là uh, hoàn toàn tương tự tuần tới ở vùng 14.2 đến vùng 14.3 uh, chúng ta phải uh, có thêm cái dữ liệu ở vùng này bật lên thì là tốt nhưng mà uh, mất xuống ở phía dưới thì nó lại không tốt và uh, nó lại hướng về ở vùng 13.7 đến vùng 13.8 Ở cổ phiếu C4G thì cũng không có gì đâu, vùng 11.8 đến vùng 12. Đây các anh chị thì trong tuần nó test ở vùng 1.8 12 có phục hồi ở vùng 2.4. 12 uh, mục tiêu thì nói chung là trong giai đoạn này C4G cái lực cầu khá là thấp nên là nó cũng sideways ở trong biên hẹp thôi. Um, phiên ngày 15 thì C4G tiếp tục ở biên 11.8.12 như vậy tuần tới khả năng nó cũng sẽ tiếp tục tích lũy vùng này uh, Tích lũy thành công như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng 12.4 khoảng tầm vùng 12.6 đó là những cái target mục tiêu ngắn Và uh, các anh chị cầm thì chúng ta cũng uh, tạm thời là chúng ta đánh ở trong một cái biên hẹp hẹp như vậy đúng không ạ LCG vùng có cái thuật 12 12.1 ở đây và trong tuần thì nó điểm đầu tiên nó về vùng 12.2 đồng thời gì ạ? Nó cũng công với vùng cả cái thuật ở đây là vùng 12.7 này. Đó và lên được đến vùng 12.7 thì nó cũng có một cái nhịp chỉnh cung tương đối là mạnh các anh chị nhìn thấy bên này đúng không ạ? Đây, phiên ngày 6 tháng 12 thì như vậy là vùng 12.7 là vùng cản thì bên này nó cũng như vậy thôi. Thì um, đây là một cái nhịp rung uh, rũ và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là gì? Uh, bắt đầu bắt đầu nó có cái sự tích lũy ở khá tốt ở vùng 12 12.1 ở đây đóng cửa tuần đúng vùng 12 tức là đúng cái biên hỗ trợ dưới của hỗ trợ tuần Tuy nhiên đây là những cây nến mà nó đang nó đang kéo đi và kéo lại ở quanh vùng 12 đến khả năng tuần tới, ở đây là Hùng sẽ tính toán ở khoảng vùng 11.85 11 11.85, 11.9 khả năng còn có cái điểm mà test tích lũy quay lại trở đây, tích lũy thành công ở vùng này, như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng 12.4, 12.6, 12.7 đây HHV cũng đang có những câu chuyện khá là tích cực về cơ bản các anh chị chúng ta có thể đặt đọc, đọc, thêm và trong tuần thì chúng ta tuần trước đúng không ạ chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ thuật 15 3 và điểm uh, trong phiên giao dịch ngày 11 thì nó cũng test 15 3 có phục hồi tuy nhiên lực phục hồi này thì cũng chưa thuyết phục và chưa đạt kỳ vọng tức là chúng ta kỳ vọng là 16.3 uh, chúng ta kỳ vọng là gì 16.3 đến khoảng vùng 16.5 uh, tuy nhiên lên được đây khoảng tầm vùng 15 7 thì nó chỉnh cung Uh, và uh, phiên ngày 15 thì chúng ta cũng thấy rằng vùng 14.8 đến vùng 15 nó bắt đầu dễ có xu hướng uh, xu hướng uh, gọi là tích lũy và hơi tiếc nuối đấy. cây nến này mà nó là một cây nến hammer xanh thì thì như vậy là chắc đét là tuần tới dễ, chắc đét là tuần tới là cổ phiếu này nó sẽ 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 tăng thôi thêm với cách đi như này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tuần tiếp theo chúng ta có tiếp tục là gì biên ở quanh 15 đây, 15 14.8 đến khoảng 15 15.2. Ví dụ vậy đây sẽ là gì? Vùng tích lũy chỉnh cung của HHV, tích lũy thành công của vùng này và xu hướng cao là tích lũy thành công và chúng ta lại tiếp tục gì? 16, 16.3, 16.5 đó cứ từ từ như vậy thôi. Và cái điểm mẫu chốt ở đây này, cái điểm mẫu chốt ở đây là vùng 14 uh, 14.8 đến vùng 15 các anh chị nhá, 14.8. Ở đây sẽ là một cái điểm khả năng sẽ là một cái điểm xoay chiều của HHV. Ok. À, nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo. Đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Thì à, đối với bất động sản dân cư cũng đã có một cái nhịp chỉnh cung à, tương đối mạnh ở trong cái thời gian vừa qua và đến thời điểm hiện tại thì ông View thấy rằng là nhóm ngành bất động sản dân cư cũng đã chạm những cái hỗ trợ kỹ thuật tuần à, rất là tốt và đây là một trong những cơ sở quan trọng để giúp cho nhóm này phục hồi. Sell. À, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 22.5 đến vùng 2.7 và chúng ta liên tục nhìn thấy những cây nến xanh như này, đây là những cây nến ảo của cổ phiếu. Thì về cơ bản là gì? Chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 32 5 và vùng 22.8. Đồng thời xe có vùng cảng kỹ thuật vùng 24 và chúng ta thấy rằng trong tuần thì có khoảng tầm 3-4 năm cây đến giờ ở đây. xe có vùng 24 nhưng công không thành. Và vì công không thành nên là gì? Nó bắt đầu nó quay trở lại, nó chỉnh cung và nó về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần. Đó là vùng 22.5 đến vùng 22.7 ở đây. Thì đây là những cái nến bắt đầu có cái xu hướng là xe bắt đầu gì các anh chị? Và chúng ta quan sát này, tín hiệu đường MACD là gì? Bắt đầu nó có cái xu hướng đi ngang thì bao giờ như vậy nó sẽ chuyển uh, cái cái cách vận hành là như vậy đầu tiên là gì nó cắm xuống rồi bắt đầu nó đi ngang rồi bắt đầu nó cắm lên xanh và tại những cái thời điểm đi ngang đó là những cái thời điểm mà cổ phiếu sideways tích lũy để uh, có xu hướng tạo nền tạo đáy ở đây thì um, như vậy là hai cây đến giờ uh, đây bắt đầu có sự tích cực trở lại xe tuần tới thì vẫn như vậy thôi mục tiêu chúng ta sẽ ngắm lên vùng 23.5 đó, đến vùng 24, như vậy hỗ trợ dưới, các anh chị nhìn lấy hỗ trợ dưới ở đây và cản trên ở đây thì như vậy là có thể túc tắc, đó. đánh sideways trong biên hẹp. HDG dự kiến vùng chỉnh quốc mục tiêu đó là vùng 27 24 chấm mấy đây này, 24 28.3. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó mất vùng 28.3 và đến phiên ngày 13 thì nó lại lấy lại được vùng 28.3 nhưng sau đó lại tiếp tục nó bị mất đó và khi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật dưới 28.3 bị mất thì uh, nó sẽ phải đi về lùi lại ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là ở đây thì các anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ chúng ta ngắm ở đây này thì như vậy là gì chúng ta có vùng hỗ trợ uh, tiếp theo ở vùng 27.3 đến vùng 27.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 27 và hiện tại thì khi về đến vùng này thì cổ phiếu bắt đầu có sự phục hồi và phiên ngày hôm nay là hai cây đến giờ cũng uh, đánh tương đối tích cực tuần tới có thể chỉnh cung lấp gáp lại khoảng quanh vùng 27.7 đến vùng 27.5 nó uh, test công tích lũy ở khoảng quanh vùng này đúng không? test công tích lũy thành công ở trong vùng này thì như vậy là gì? chúng ta lại một lần nữa uh, chúng ta lại hướng về vùng cái thuật 28.8 khỏe hơn thì nó có thể công lại vùng 29 khoảng 29.2, 29.3 ở đây. HDC có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần đó là vùng 33 và như vậy thì phiên giao dịch ngày 12 ngày 11 12 thì nó tích lũy khá là tốt ở vùng địa vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật và sau đó thì nó cố gắng để vượt thoát cái cái cản tâm lý ngắn hạn ở đây đó là gì vùng 33.5 và vượt không thành thì khi vượt không thành đó, thì nó sẽ về vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo là vùng 32.5 vùng 32.5 cũng không giữ được đó. thì xu hướng tiếp theo sẽ là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 thì hiện tại ở đây là khả năng là giữ được rồi này ở đây là bắt đầu nhận diện thấy là bắt đầu có khả năng là cổ phiếu bắt đầu có cái sự sideway, bắt đầu có sự phục hồi và bắt đầu có sự tích lũy. Như vậy tuần tới, nếu như mà nó có test thì nó sẽ test lại vùng 31.5, 31.7 đến khoảng vùng 31.8 ở đây. Đó, tích lũy thành công ở vùng này, à, vừa thoát đi lên. Như vậy thì mục tiêu tiếp theo là chúng ta lại ngắm lại vùng cả thuật 33.5. NLG hỗ trợ kỹ thuật vùng 36.4, 36.8 ở đây. Uh, có phục hồi, uh, dự kiến phục hồi lên vùng 38, tuy nhiên nó lên được khoảng vùng 37.3 gì đây này thì nó bắt đầu nó quay lại nó chỉnh cung và phiên giao dịch ngày 13 uh, nó bị mất, vùng hỗ trợ dưới đó là vùng 36.4 và khi vùng 36.4 bị mất thì nó sẽ về vùng 36 và 36 nó bị mất thì nó sẽ đi về tiếp theo đó là biên ở đây là biên 34.6 đến khoảng vùng 35 và cây nến giờ đầu tiên trong phiên ngày 15 là nó test về uh, hỗ trợ này và sau đó rút chân lên ở những cây nến giờ tiếp theo của Nam Long thì nó là tương đối là tích cực ở đây này. Và hơi tiếc một tí, ví dụ cây nến giờ này mà đóng trên vùng 36 cộng thì như vậy là rất là hay luôn. À, vì đây là một cây nến kết thúc phiên và có thể gọi là quỹ cơ cấu. Nên là chính vì vậy nên là vùng 35.5 đến vùng 35.7 sẽ là biên mà xu hướng Nam Long sẽ quay trở lại chỉnh cung ở đây. Tích lũy thành công, như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm vùng 37. À, trước mắt là vùng 37 đã, còn vượt được cái vùng 37 rồi thì khi đó ông sẽ phân tích tiếp. KDH ở đây dự kiến vùng hỗ trợ kỹ thuật trả cung ở trong tuần là vùng 31.4. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, phiên 11 12 13 gần như là nó đi khá sát ở vùng 31.4 và đến cuối phiên giao dịch ngày 13 thì như vậy là cổ phiếu này bị mất vùng 31.4. Và một cái nguyên lý vận hành như vậy thôi, khi vùng hỗ trợ cao bị mất thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp. Đó, và khi vùng 31.4 bị mất thì nó sẽ về vùng 30.5 năm mà bị mất thì nó sẽ đi về vùng 30 đó là cái cách vận hành như vậy thôi và như vậy thì trong tuần này hiện tại chúng đang nhìn thấy ở vùng tiềm năng vùng 30 30.3 đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu của cổ phiếu kDh ở trong nhịp này như vậy thì tuần tới khả năng nó sẽ test về khoảng vùng 30.3 nó nó sẽ cần thêm một hai cây nến giờ tích lũy và nó chỉ cần xuất hiện một cây nến giờ đóng phiên thôi đó cây nến giờ đóng phiên hoặc là cây nến đóng phiên mà uh, như vậy là kdh của chúng ta ngồi lại được ở trên vùng uh, ở trên vùng 30.5 30.8 ở đây thì như vậy đó là một cây nến tích cực và uh, chúng ta có thể uh, gia tăng vị thế chắc chắn rồi không có gì phải bàn cãi ở đây cả thì uh, đối với cổ phiếu đạt phương đây uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 39 39.3 và các anh chị để ý là phiên 11 12 13 nó test tích lý rất là thành công có sự phục hồi tuy nhiên là sự phục hồi này thì nó chưa đạt kỳ vọng Ví dụ nó phải đạt lên được tầm 40, 40.5 nhưng mà nó chỉ lên được loanh quanh thoát 40 thôi Thì nó chỉ cung và như vậy là sau khi mà cổ phiếu bị thất bại ở vùng 39 Thì như vậy là nó sẽ đạt phương nó sẽ về vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 38, 38.3 Và hiện tại thì mình nhìn thấy trong phiên giao dịch 15 như vậy là khá là hay rồi Đó những cây đến giờ như thế này là khá là hay rồi các anh chị hay rồi đấy Và như vậy thì tuần tới có thể là gì nó sẽ có gáp tăng luôn ở trong phiên Uh, ATO và như vậy là chúng ta kỳ vọng là gì? Cổ phiếu này nó sẽ vượt thoát ở vùng <laughs> uh, vùng 38.5. Lực cầu cung cầu ổn định mọi thứ ổn định ở đây thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu gì? Uh, một cái hành trình gọi là hành trình chém cá ở đến thớt, đó là một phương pháp đầu tư rất là hay. Uh, cổ phiếu DG DG trong tuần uh, bị mất uh, mất cái kênh xu hướng ở đây này thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai các anh chị để ý nhé đồng đã có phân tích khá là sâu khá kỹ cái ý đồ này tức là nó test cái cái nến giờ đầu tiên nó test về đúng vùng 26 và sau đó thì nó cố gắng nó vượt lên và nó 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 đi các anh chị nhìn thấy bám biên canh xu hướng nhưng mà sau đó nó bị lệch luôn nó bị bật ra và đến phiên giao dịch ngày ba thì nó bị bật ra khỏi kênh xu hướng này và kể từ đó khi mà uh, HDG uh, DG nó bị mất ở vùng 26 thì như vậy là gì xu hướng nó sẽ uh, quay về chỉnh cung lấp gáp ở khoảng quanh vùng 23 243 đến 20 mấy đây là 24 3 24, 7 đây này. Rồi và sau đó thì uh, rất rất hay phiên ngày 15 thì như vậy DG bắt đầu có sự phục hồi và cây đến kết thúc phiên thì như vậy à quỹ nó cơ cấu thôi uh, theo quan điểm của mình như vậy. Như vậy tuần tới vùng 25 25.5 khả năng nó sẽ nó chỉ loanh quanh đấy thôi. Đó tích lũy thành công của vùng này. Như vậy mục tiêu công vùng cản vùng 26 và hướng về vùng giá mục tiêu 26.5 đến khoảng quanh vùng 27. Ở Novaland phiên ngày hôm nay thì quỹ cơ cấu và quỹ mua ở trong phiên ATC khá là tích cực ở đây Thì đối với Novaland ở trong tuần thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật này 17 mấy ta 17.3 đến vùng 17.5 đây Đó thì nó test tích lũy tương đối là tốt ở đây và sau đó thì nó bắt đầu chỉnh à, Mất cái vùng 17.3 rồi thì nó sẽ hướng về ở đây Đó là vùng 16.8, 16.8 mà bị hỏng thì nó sẽ về vùng 16 và ở Trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là gì? Ở vùng 16 đã À, về cơ bản là gì à, là rất là, là, là tích cực và hai cái đến giờ kết thúc phiên như vậy là tạm tạm ổn đúng không anh chị lực cầu quay trở lại và uh, cung cầu như thế này là tốt rồi và ít nhất là nó đã lấy lại được vùng 16.5 và hiện tại thì đang ở vùng 18.9 gấp ghé ở vùng 17 thì khả năng nếu như uh, sau cái phiên quỹ cơ cấu thì có thể là gì cổ phiếu nó sẽ nhả lại một nhịp và nó sẽ nhả lại khoảng quanh vùng 16.5 kỳ vọng tích lũy thành công vùng này thì như vậy là gì mục tiêu lại bắt đầu lại từ đầu thôi 17.5 18 và được 18 xong thì ta sẽ búc lên vùng 18.5 đến vùng 19 Các lần lượt như vậy. Đây cờ trong quần trong trong tuần thực hiện quyền chia uh, quyền chia cổ phiếu và uh, quyền mua với tỷ lệ 6.1 6 661 uh, đúng không? Đó, chỉ như vậy nên là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại đó uh, cái target ví dụ trước đây là vùng cả cái thuật là vùng 20. mấy đến 20 20.8 đến vùng 21 thì bây giờ nó rơi xuống đây này. Đó gọi là nó điều chỉnh cái thị giá cổ phiếu xuống thì sau khi thực hiện quyền mua thì chúng ta sẽ có cái vùng giá cân bằng của cổ phiếu đất xanh ở khoảng quanh vùng 18 đến khoảng vùng 18.2 ở đây thì nó đang có những cái nhịp lộn lên rồi nhịp lộn xuống đó chạm 18.2 này rồi nó lo bật lên vùng 19 và sau đó thì nó test lại vùng 18.2 và phiên ngày hôm nay hai cây đến giờ cũng bắt đầu gì bắt đầu có có thiên hướng à, bắt đầu có thiên hướng là gì phục hồi như vậy tuần tới thì khả năng nó vẫn sẽ còn những cái điểm à, khả năng là nó vẫn sẽ còn những cái điểm test tích lũy lại ở cái mút đến đây, như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng là mút nến này ở đây là bao nhiêu đây nhỉ? Giá mười mười mấy đấy này. Ở đây là khoảng vùng 18.4 các anh chị. ở à, khoảng quanh vùng 18.4 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu xây lại từ đầu vùng 19.5. À, qua vùng 19.5 thì như vậy là chúng ta sẽ à, phân tích những cái target cao hơn. Ờ à, PDR, PDR thì trong tuần um, có dự báo về khả năng là nó sẽ test lại kênh xu hướng ở khoảng quanh vùng 28 và mục tiêu Uh, thì tiến về vùng 3x uh, tuy nhiên là gì uh, tuy nhiên là vẫn uh, vẫn chưa đạt được vẫn chưa đạt được chính vậy nên là khi mà nó bị mất kênh xu hướng ở đây này đó uh, phiên ngày 12 thì nó bị mất kênh xu hướng và khi mà bị mất cổ phiếu bị mất kênh xu hướng rồi thì nó sẽ test về vùng 27 27 mà mất thì nó sẽ quay trở lại ở đây đó là vùng 26.7 À, 25.7 đến khoảng vùng 26 và phiên ngày hôm nay hai cây nến này là hai cây nến cũng bắt đầu gì ạ có cái sự uh, test cung tích lũy chỉnh nền và đã bắt đầu có một sự phục hồi như vậy tuần tới thì khoảng quanh vùng 26 26.2 26.3 đây các anh chị nhá cái biên nhỏ nhỏ này là cái biên mà cổ phiếu có thể quay trở lại test cung chỉnh nền vào lấy ở biên 25 7 đến 26 là biên hỗ trợ cái thuật tuần à, khả năng cao thì như vậy là cổ phiếu sẽ tích lũy thành công ở biên này tiếp tục công về vùng 27 ở đây và vùng 28 tức là nó cần phải lấy lại À, nó cần phải uh, bên này là vùng 28 là hỗ trợ kỹ thuật thì bên này là 28 ở bên này nó sẽ trở thành vùng cản của cổ phiếu. Các anh chị lưu ý là như vậy. Ok. Nhóm ngành uh, chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì uh, đến thời điểm hiện tại thì các anh chị uh, chúng ta sẽ nhìn ngắm lại uh, VKTI. Đó, VKTI thì ở đây. Như vậy là gì? Uh, chúng ta nhìn thấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VKTI nó cũng tương đối là tốt rồi. Như vậy ở đây nó khoảng quanh vùng 65 Ờ, tức là khoảng quanh vùng 66 đô một thùng Đó Ở quanh vùng 66 đô một thùng thì khả năng cao là gì? VKT ờ, sẽ tích lũy chỉnh cung, chỉnh nền ở khoảng quanh vùng 66 ờ, Hoặc là trên vùng 66 đô đi Chúng ta nói như vậy Đó thì như vậy nó tích lũy thành công ở trên vùng này ở đây này ở đây là nó đã có cái điểm gọi là bắt đầu có cái điểm bẻ nho nhỏ ở vùng 769 đến vùng 70 nhưng theo quan điểm của vùng là bao giờ nó cũng như vậy thôi nó 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 một phát nó không ăn ngay được đâu anh chị nó bẻ là nó phải lên này rồi nó lại sọt xuống này rồi sau đó nó quăng quật một hai nhịp ở đây rồi, rồi rồi sau đó cái nhịp nhịp tiếp theo thì như vậy là nó có thể mới có thể bước qua được cái vùng 74 75 ở đây thì cách vận hành của 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 VKT như vậy nó tất nhiên là cái này thì mình dự báo thôi nhưng mình không không thể phân tích được chính xác bởi vì là cái này là của nước ngoài mà đó thì như vậy là chúng ta sẽ chiếu sang uh, chúng ta sẽ chiếu sang uh, tham chiếu sang uh, các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí thì uh, hiện tại thì nó cũng đang có một cái sự chỉ giảm và khi VTI phục hồi thì đó cũng sẽ là cái sự phục hồi của nhóm ngành dầu khí PLX ở đây ở trong tuần thì chúng ta có dự báo vùng cảng cái thuật ở vùng 36 đến khoảng vùng 36.5 và lên được chia sát vùng 36 thì nó bắt đầu chỉnh cung ờ, tuần này thì PLX như vậy là nó đã nó 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 phá vỡ cái 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 vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 34.5 ở đây vùng 34.5 và về cơ bản như vậy thì chúng ta thấy rằng là PLX sẽ tuần tới cái cái cái, cái xu hướng tích lũy của nó là nó sẽ tiếp tục test về khoảng quanh vùng 34 Ờ tỷ lệ thành công và câu chuyện ở đây là PLX thì nó có một cái cách tạo lập khá là nhanh. Đây nó chỉ có khoảng tầm độ một vài cái cây đến giờ thôi thì như vậy là gì thì nó nó sẽ gì nó sẽ sẽ bắt đầu có cái 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 tăng rất là nhanh. Đó thì đối với PLX thì các anh chị lưu ý như vậy. ở cổ phiếu PVS trong tuần chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 38.2 38.5 38.2 38.5 và vùng cảnh kỹ thuật trên ở khoảng quanh vùng 40 thì như vậy nó lên được khoảng vùng 39.7 thì nó bắt đầu có một cái lực chỉnh cung ở đây thì ở đây thì nó bây giờ hiện tại như vậy là PVS nó lại đang bám cái biên hỗ trợ thuật tuần ở đây đó là vùng 37.7 và 7 và cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì cũng có thể là một phần là quỹ bán. À, chính vậy nên là gì? À, xu hướng của PPS ở trong tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục làm việc với uh, cổ phiếu này khoảng quanh vùng 3.5 đến khoảng vùng 3.7. Trong trường hợp nếu như thất bại vùng 3.5 thì như vậy nó chạy hướng tới uh, cái vùng uh, sâu hơn ở dưới này thì vùng 3.5 đến khoảng vùng 3 7 còn trong trường hợp nó vừa thoát đi lên được và nó vượt lên được ở trên đó, được ở trên vùng ở đây đó là vùng 38.5 thì như vậy là có thể là sẽ có cơ hội quay về vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 PPD ở đây chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ tuần ở vùng 27.7 đến khoảng vùng 28 thì Uh, sau đó thì nhiệm vụ của nó công vùng cản 29 29.5 đến khoảng vùng 30 nhưng mà trong tuần thì nó lên được sát vùng 29 và bắt đầu cũng nó cũng có một cái thiên hướng uh, chỉnh giảm và khi mà cổ phiếu Pvd bị mất ở vùng 27.7 đây thì như vậy là gì nó sẽ có xu hướng về các vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và ở đây thì hùng sẽ tiếp tục đánh giá ở tuần tới khả năng ở vùng 26.5, 26.7 đến khoảng quanh vùng 27 đấy là vùng hỗ trợ của PVD ở tích lũy thành công vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ lần lượt tiếp tục gì hướng lại vùng target mục tiêu ở vùng 27.7 đến vùng 28 bên này là hỗ trợ thì bên này sẽ trở thành kháng cự các anh chị cứ lưu ý như vậy BSR ở trong ngắn hạn thì chúng ta cũng có một cái biên, đó là ở đây thì vùng 19.5 biên 19.6 là vùng cả kỹ thuật. Đồng thời ờ vùng ngắn của nó là vùng 18 18.2 18.4 và hiện tại thì như vậy là BSR cũng đang có cái xu hướng tích lũy sideways ở quanh vùng 18.4. Khả năng tuần tới thì nó sẽ có vùng 18.2 bởi vì là đối với BSR thì nó nó là nhóm P và nó sẽ phụ thuộc vào xu hướng của VKTI và trong trường hợp VKTI thành công phục hồi như cũng có phân tích thì như vậy là BSR nó cũng sẽ có một cái nhịp tăng và các anh chị đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách là chúng ta mua thêm ở các cái vùng hỗ trợ thấp và chúng ta bán ra ở các vùng cản kỹ thuật ngắn. Ví dụ ở vùng 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 đó là các cái vùng cản kỹ thuật ngắn thì chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cái cách là lướt ở trên danh mục của chúng ta. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán là một cái nhóm ngành rất là quan trọng các anh chị và cái xu hướng của nhóm ngành này nó cũng có tác động rất lớn đến chỉ số VN Index và chính vì vậy nên là khi mà nhóm ngành chứng khoán phục hồi thì như vậy là chúng ta cũng có một cái xu hướng khá là tốt của thị trường. Tuy nhiên là khi nhóm ngành chứng khoán chỉnh thì đó cũng sẽ là một cái điều rất là khó khăn cho xu hướng chung. Cổ phiếu VCI có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 41.5 và biến sâu hơn sẽ là vùng 40 đến khoảng vùng 41 ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua phiên giao dịch ngày thứ hai ngày 11 như vậy là nó test rất sát đến vùng 41 và nó cũng có một cái điểm công lên và dự kiến là gì VCI sẽ công lại vùng 43, khỏe hơn lên vùng 44 nhưng mà lên được khoảng tầm vùng 42.5. Thì như vậy nó chỉnh cung và bắt đầu từ phiên giao dịch 13 Nhìn chung thì trong thị trường và tất cả các nhóm ngành Thì kể từ phiên giao dịch 13 thì như vậy là nó bắt đầu nó chỉnh cung thì như vậy tuần này VSI lại bắt đầu về lại vùng hỗ trợ tuần 40.5 đến vùng 41 Khả năng tuần tới sẽ tích lũy thêm một điểm này Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 40 ở Tích lũy thành công Thì như vậy ông sẽ tiếp tục đánh giá khả năng phục hồi Lên vùng 42 đến khoảng vùng 43 SI Đó vùng hỗ trợ ở đây là vùng 32 uh, test tích lũy điểm 1 thì nó bắt đầu có sự phục hồi Lên vùng 33.5 Và nó test cung chỉnh nền Ờ, cuối tuần thì nó cũng lại phiên ngày 15 hôm nay thì nó cũng tiếp tục bám sát ở biên 32. Tuy nhiên cây nến kết thúc phiên là có thể là do quỹ cơ cấu nên tuần tới theo quan điểm vùng là vùng 31.5, 31.7 đến khoảng vùng 32 là biên độ thuật tích lũy thành công. Chúng ta tiếp tục ngắm lại ở vùng cả kỹ thuật 33 đến khoảng vùng 33 5 HCM hai cây phục hồi tích cực và trong tuần thì cũng đã đánh giá rồi. Đó là cổ phiếu HCM thì nó tích cực hơn cả so với các mã cổ phiếu chứng khoán khác. Uh, điểm uh, phân tích dự kiến chỉnh cung vùng 30.7 và cản trên của nó là vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 thì như vậy tuần này nó đi được về vùng cản trên và sau đó nó cũng có một cái nhịp test công tích lũy thì phiên ngày 14 và ngày 15 hôm nay thì nó lại tiếp tục test thành công ở biên 30.5 đến biên 30.7 đó chính là cái biên hỗ trợ cái thuật tuần và hai cái nến kết thúc phiên là hai cái nến kết thúc uh, tích cực tín hiệu đường MACD bắt đầu có cái sự thu hồi lại đây thì như vậy là khả năng cao tuần tới thì như vậy nó lại tiếp tục ngắm lại vùng cản kỹ thuật 32.5 đến khoảng vùng 33 VND quý ngoại đang uh, mua khá là tốt, đó là một trong những cái tín hiệu tích cực để hỗ trợ cho xu hướng cổ phiếu này. Trong tuần thì cũng có phân tích hai vùng dự kiến chỉ cung, vùng 1 21.5 và vùng 2 ở vùng 21 thì về cơ bản là phiên ngày 11 về 21 và uh, nó cũng đã có uh, một cái lực phục hồi uh, chi soát lên vùng 21.5, sau đó thì nó lại tiếp tục test về vùng 21.5 và hai cái nến của phiên ngay uh, kết thúc phiên ngày hôm nay cũng là hai cái nến phục hồi tích cực như vậy tuần tới khoảng quanh vùng 21.6 21, lanh quanh khoảng vùng 21.6, 21.7 đây sẽ là vùng mà gì VND có thể quay trở lại test cung nhẹ nhàng ở đây, à, trước khi mà gì nó sẽ tiếp tục ở mục tiêu 2.5, Một khỏe hơn sẽ là vùng 23. FTS cũng có cái đà phục hồi tích cực ở cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay. Thì trong tuần thì mình có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của FTS ở vùng 41 và phiên ngày 11 thì như vậy là test cung ở vùng 41 và dự kiến thì cản trên ở vùng 44 và nó lên được vùng 43. Sau đó nó lại tiếp tục dịp phiên ngày 14 và ngày 15 thì như vậy là có biên ở đây là biên 41.7, biên 442. nó đang sideways và tích lũy khá là ổn ở vùng này. Như vậy tuần tới khả năng cao thì như vậy nó sẽ vượt thoát vùng 43 hướng về vùng cản 44 và khỏe khoắn hơn thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 45 46. Ờ, bởi vì khi mà mà SS nó đánh ấy thì nó chỉ cần một đến hai cây thôi là lên đến đỉnh luôn. SHS uh, tuần này thì đấy điểm chỉnh cung thứ nhất đúng không? Chúng ta có dự báo thôi. Thì đương nhiên là cái điểm 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 18.5 thì nó là đương nhiên rồi và cái điểm thứ hai nó sẽ xích soát right ở quanh vùng 18 thì trong tuần có một cây đến uh, test về vùng 18. Ở phiên ngày hôm nay thì chỉ test ở vùng 18, 18, 1 thôi và có thời điểm nó đã lên đến vùng 18, 7 rồi như vậy thì uh, tuần tới với hai cái nến này là hai cái nến tích cực phục hồi uh, nếu có nếu có thì nó cũng chỉ là gì ở khoảng quanh vùng 18, 4 thôi đấy giả sử như nó có test lại thì kỳ vọng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 18, 4 tích lũy thành công hướng về vùng 19, 19, 5 uh, lạc quan hơn thì lên đến vùng 20 nhưng mà chúng ta cứ từ từ nó xây từ người ta ghét một VIX ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 16 3 16.5 đó và điểm cản trên là vùng 7.5. Cuối tuần phiên ngày 15 thì nó về vùng hỗ trợ 16 3 16.5 và như vậy tuần tới thì uh, cái biên hỗ trợ 16.3 16.5 tiếp tục test tích lũy. Uh, khả năng là nó sẽ ở đây nó sẽ có một cái điểm xoay chiều đây và cổ phiếu nó sẽ bắt đầu phục hồi. Uh, quá trình phục hồi thì chúng ta lại bắt đầu ngắm về vùng 17 đến vùng 17.5, đó là cách như vậy thôi. AGR ở đây hỗ trợ cái thuật vùng 15.7, cản trên là vùng 16.5, trong tuần thì lên được chưa đến vùng 16.5 đúng không, thì nó bị chốt nhẹ nhẹ ở đây và như vậy tuần này thì chúng ta lại tiếp tục có vùng hỗ trợ thuật 15.7 và cản trên sẽ là vùng 16.5, tiếp tục cái nhiệm vụ này, thế thôi Cổ phiếu VDS, nó hỗ trợ cái thuật tuần là vùng 16 và cản trên là vùng 17, thì trong tuần là nó test thành công ở vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần và công thành công ở vùng cản kỹ thuật tức là đạt cả hai sau đó nó chỉnh cung thì như vậy phiên cái tuần này phiên ngày 15 thì nó lại bắt đầu rơi về vùng 16 16.2 ở đấy là biên hỗ trợ một cái nền thứ nhất phục hồi cái nền thứ hai trả cung và như vậy thì sang tuần có thể là gì à, nó sẽ tiếp tục test lại ở biên đó, à, biên 16 và khả năng thì đối với VDS 16 là hỗ trợ và cản trên sẽ là vùng 17 đến khoảng vùng 7.5 thì các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ tối ưu hóa thôi chứ còn trong cái thời điểm hiện tại mà Ờ uh, yêu cầu một cái target cao Ờ uh, một cái target dài thì gần như rất là khó bởi vì thị trường của chúng ta gì ạ uh, thị trường của chúng ta là 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 là, là, nó chỉ đi sideways ở trong cái biên khá là hẹp nên là target dài nó rất là khó thì ORS ở đây cũng có phân tích vùng hỗ trợ tuần tuần là 16 16.2 uh, nó có sự phục hồi lên ở vùng 16.8 và lại tiếp tục test ở vùng 16 16.2 đây hai cái nến này cũng là hai cái nến phục hồi của ORS khá là tốt như vậy tuần tới tiếp tục vùng 16, 16.2 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại ngắm lên vùng 17, 17 bứt qua thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng ở đây là vùng 17.4, 17.6 đó là vùng cả cái tuột của RS. MBS và CTS là hai mã cổ phiếu hồi rất là nhanh nhá. Khi mà thị trường hồi và nhóm chứng khoán hồi thì nó hồi khá là nhanh. Thì trong tuần này chúng ta có đề cập đến vùng 21.3, 21.5. Nói chung là đây là vùng hỗ trợ này thì nó có bật lên. Sau đó lại tiếp tục test vùng 22.3. Đây cũng là hai cái nến phục hồi của ở MBS à, tương đối là nhạy và cả kỹ thuật của nó thì vẫn là vùng 23.5 các anh chị lưu ý à, Cổ phiếu CTS ở đây, đó CTS này thì đây vùng hỗ trợ kỹ thuật 26.5 phiên ngày thứ hai nó test lên Và cản trên của nó là vùng 28 sau đó nó lại bị uh, dị, uh, bán ở lại và uh, Tuần này thì nó lại suy soát ở vùng 26.8, 26.7 nó đang tích lý khá là thành công và như vậy tuần tới thì cũng như vậy thôi Đó 26.7, 26.8 này các anh chị có thể lường lượng ở đây và sau đó thì lên đến vùng 28 thì có thể chốt bớt đi, xong vùng 28.5 nếu kéo tiếp chốt bớt và vùng 29 lại chốt tiếp đấy. Thì uh, vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ đây là cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể gì? Uh, cân đo đong đếm thì chúng ta cân thêm và vùng kháng cự thì chúng ta uh, cân nhắc để chúng ta bán ra cái cách như vậy thôi. Còn uh, trong tình huống hiện tại trong thời điểm hiện tại mà để uh, chúng ta có một cái target dài, target xa với các mã ngành, các nhóm ngành thì như vậy là khá là khó. Ok thì um, hiện tại thì um, các cái nhóm anh hùng tạm thời sẽ dừng lại chúng ta sẽ dừng lại tại đây và trước khi mà chúng ta kết thúc bản tin tuần này thì chúng ta sẽ À, điểm lại và chúng ta chốt lại một số các cái nội dung chính đó là gì à, đối với chỉ số vn index thì chúng ta sẽ tiếp tục gì ở vùng 1095, 1097, 1100 đó là vùng dự kiến mà vn index có thể nhún về và sau khi nhún xong thì như vậy là chúng ta cần những cái nến phục hồi và cái điểm phục hồi đó thì chỉ số vn index cần phải lấy lại ở gì vùng 1108 đến vùng 1100 đó là những cái điểm à, à, rất là then chốt rất là quan trọng đối với chỉ số vn index ở trong ở trong tuần giao dịch mới thì anh chị lưu ý còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số Phá sinh thì chúng ta tiếp tục lấy biên hỗ trợ kỹ thuật vùng 1095 đến vùng 1100. Đó, đó sẽ tiếp tục là gì? Đó sẽ tiếp tục là cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của chỉ số VN30 và chỉ số Phá sinh. À, tích lũy thành công vùng này và như vậy là chúng ta cũng phải cần gì? À, cần có cái sự phục hồi và những cái điểm phục hồi đó thì ít nhất là gì? ít nhất là chỉ số vn30 phá sinh phải lấy lại được ở ví dụ ở trên ở vùng 105 ví dụ như vậy đó là những cái điểm mà ở những cái điểm những cái cây nến phục hồi về mặt kỹ thuật của chúng ta cần phải có ở trong tuần giao dịch mới Uh, còn uh, đối với um, đối với xu hướng của chỉ số vn index uh, các anh chị lưu ý này thì chúng ta như hùng đã có phân tích rồi tức là hiện tại là nó bị rơi ra khỏi kênh xu hướng đây là một cái điểm mà không 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 thực sự happy các anh chị nhé trong quá trình phân tích đầu tư thì đây sẽ là không thực sự happy và chúng ta cần phải lưu tâm đến vấn đề này và chúng ta sẽ xem ở trong tuần tới thì cái cách để mà chỉ số vn của chúng ta công lại được cái kênh xu hướng này như thế nào đó là một cái một trong những cái câu hỏi một cái câu trả lời rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục định vị định hướng về đường đi về đường đi của chỉ số vn còn ở đây thì trên trả cái thuật ngành như vậy rồi các anh chị cũng nắm được rồi đúng không ạ nó bị rơi ra và như vậy thì cái biên 1095, 1097, 1100 sẽ trở thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật hết sức là quan trọng ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Và với cá nhân Hùng Lê thì Hùng cũng không có thể giải thích được vì sao ở trong cái nhịp này, trong cái nhịp sóng này. khi mà chỉ số Dow Jones phục hồi rất là mạnh và trong khi đó thì chỉ số VN Index của chúng ta không thể nào mà tăng được, các anh chị không thể nào mà tăng được. Và đây là điều hiếm thấy đây là điều hiếm thấy các anh chị nhỉ? hiếm thấy ở trong trong khoảng tầm độ 2 năm đổ lại đây đó vòng sẽ zoom lại cho các anh chị để chúng ta nhìn thấy được một cái sự tương quan ví dụ đây đó đây là một cái thời điểm mà gì chỉ số Dow Jones bắt đầu phục hồi thì chúng ta cũng thấy là index cũng tăng từ vùng 1 điểm lên đến đây này 1.225 điểm đây ví dụ như vậy đúng không rồi đây là một cái nhịp mà gì à, chỉ số Dow Jones cũng có sự phục hồi thì như vậy là chỉ số index cũng đang có một nhịp tăng rất là tốt ở sau đó thì ở đây một cái phần nguyên nhân có thể giải thích ở trong thời điểm hiện tại đó là gì đó là do 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 quý ngoại đang 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 thoái vốn tương đối là mạnh anh chị quý ngoại bán rất là mạnh và 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 đây là một cái giai đoạn mà bán rát thì <laughs> theo như một số các cái thông tin ngoài lề thôi Cái này thì nó không chính xác bởi vì là gần như chúng ta cũng không có thể tổng hợp được thì một số quỹ ngoại của Trung Quốc và một số quỹ ngoại của Thái là đang tập trung để bán ra đó bán ra cổ phiếu và chính vì cái điểm mà họ liên tục bán ra như vậy họ liên tục bán ra như vậy với một phiên khoảng tầm từ 400 tỷ đến 55 tỷ và <laughs> có những phiên là 1.500 tỷ và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục 1.500 tỷ đó là bán rong thì chính cái câu chính cái câu chuyện bán rồng như vậy nên là khả năng là 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 là, là cái 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 tâm lý của nhà đầu tư ở trong nước người ta cũng không vội vàng đó người ta chờ cho bán xong đã rồi cơ cấu ổn định đã rồi xong đó thì có tham gia thì tham gia đó có có mua thì mới mua và khi nào có kéo mạnh thì mới kéo mạnh đó thì có thể là đấy là những cái đấy có thể là những cái cái, cái, cái tâm lý trong ngắn hạn và và ông lê kỳ vọng là phiên ngày hôm nay thì hai quỹ etf cũng lớn và họ cũng hoàn tất cái danh mục của quý 4 thì như vậy là chúng ta sẽ quan sát thêm Ờ, phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba tuần tới để chúng ta sẽ xem cái động thái của khối ngoại xem là họ đã uh, rút ròng hết chưa, rồi họ đã tái cơ cấu cái danh mục xong chưa và nếu như xong rồi thì khả năng thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một cái quỹ đạo ổn định thì đó là góc độ kỳ vọng lạc quan các anh chị nhé! và kỳ vọng uh, trên góc độ kỳ vọng lạc quan đó thì <laughs> chỉ số VN Index của chúng ta cần phải lấy lại được ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và lấy lại được cái kênh xu hướng để như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục cái mục tiêu ở công cái vùng cảng kỹ thuật target 1 ở vùng 130 và sau đó hướng đến target 2 ở vùng 1155 đến vùng 1160 nó đang còn giang dở Ok bản tin tuần này thì Hùng Lê sẽ xin phép được tạm dừng tại đây Với những mã cổ phiếu mà chưa được phân tích Các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Ông sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị Trên những góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất Với quan điểm cá nhân Hùng Lê Các anh chị sẽ tham khảo trước khi mà chúng ta áp dụng Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư Trong các bản cập nhật tiếp theo